JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và web, nó là nhẹ và được sử dụng phổ biến nhất như là một phần của các trang web, mà sự thi hành của chúng cho phép client-side script tương tác với người sử dụng và tạo các trang web động, nó là một ngôn ngữ chương trình thông dịch với các khả năng hướng đối tượng, JavaScript được biết đến đầu tiên với tên Mocha, và sau đó là LiveScript, nhưng công ty Netscape đã đổi tên của nó thành JavaScript, bởi vì sự phổ biến như là một hiện tượng của Java lúc bấy giờ, JavaScript xuất hiện lần đầu trong Netscape 2. .05-1995 với tên script co đa năng của ngôn ngữ này đã được nhúng vào Netscape, IE, và các trình duyệt khác.